sao được? Má ơi, mấy. Hai một cơ này sao nhỉ? Ăn có bé. Con cái này cho anh lấy không? Người to.
đi đâu vậy? Đi văn nghệ à? Đấy, buổi nào cô cứ chọn đi. Lấy của nào cô cứ chọn chính cứ chọn đi. Cứ chọn chưa lăng. Được ạ. Vào một lít nhỉ? Vào cái đồng người này vào không? Không, để cứ lấy của tao đi. Vào được. Thoải mái. Nào cứ chọn thoải mái. Có tiền cân 10.000 chị ạ. Gì lấy cả từ từ đã. Đây đây đây. Ok, hết. Ra đây ra. Không có nhiều ạ. Đưa lên xà lắc trực kia. Không. Đấy, đấy mà, bà đây, 3.3 chị ạ. Để tôi chụp cô. Đây. Chị em mong em mang ma hang đi mà đào về. Mang ma hang, mang ma hang. Mang ma hang lấy. Nó đi. Chị ơi, cái đấy thôi mà. Đây, cái này 2 cân chị ạ. Ừ. Đây là cái mẹ đi, mà giáo thì. Vâng. Ai còn có đây mà. Có, có được chưa? Có đưa rồi đấy. Đây, 1 cân rưỡi. 15.000 ạ. 15.000 à? Vâng, đây là ngày nào sau nữa. Đi đâu về? Đi chắc đi. Vâng, dạy cháu ạ. Cháu hỏi qua chán. Dạ, cháu cân mới biết được. Cân á. Hãy chặt mai. Chú Đình gọi, chú Đình gọi. Cái này cân tư ạ. Bác hai nó còn mới muốn đi. Vâng. Mày muốn đi. Cấp 3 chị có cái gọi em à? Nào, chú ra biệt được. Gọi đây. Cái này cô à? Ừ. 15.000 à? Chịu không là áo mới không có cơ nữa. Cháu ơi, hành tí gì đã? Cháu ơi, cháu ơi, cháu đây cháu ơi, 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 cháu để em. Cô 2 cân 9 đấy nhỉ? Dạ 10.000 ạ. Vâng chị đã em bu tiền đấy. Em đang tìm tiền lẻ. Đây lấy cho. Lá về để chị nuôi. Vâng, để em lấy cho. Cái này chị chỉ lấy lá về ăn nuôi lại. Ăn đếch nào nhiều nó đắng nghĩa rồi. Về đắng. Cân đếch. Nè, mấy chị bé bé này nè, lấy muối. Cái này được không? Cân tư nha con. Đây, cái này nữa đi. Có hai. Đấy, thế nào đây? Làm gì đi? Dạ. Cô 2 cân 9. Ôi chết. Ui, cái con dao ghê. Hai cân cái này, hai à hai cân mốt. Với con đấy. À, không phải. Con cá con cá. Bánh con lốt cho nó không để. Con bé hả? Con bé lá này cuốn ngon. Ồ, ăn con bé. Mà cái ngắn ngắn này xào được mà. Này ăn. Không nóng à hả? Còn ba cái này có 8.000 đấy chị ạ. Cái này cứ cân lên, nếu mà chị lấy hết thì lấy thôi. Nhưng mà lấy làm gì? Không, cái này hai củ này có 8.000 đấy. Hôm qua lấy hơn con. Không bóc à? Bóc. Chị bóc luôn à? Bóc luôn. 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 Thì còn hai củ ấy thôi. Đã biết rồi, nó hỏng rồi. Dạ. Áo bao nhà em bị cái kia nó kiểu nó bị sâu rồi sao? Sợ. Nó bị sâu rồi. Đấy, lấy nước thì lấy nước đó. Hai cho nước à, chị lấy được thì lấy thôi. Ừ, nó không đắng. Còn có mỗi cái này thôi, anh lấy không? Chiều này không? Đấy là cái nhà mình có. Cái này.
mai nấu canh mà canh anh ơi, cho còn hai củ đấy, anh có lấy không? Cho 70.000 vâng, để bóc vào bóc ra 10.000 ra đây ngồi đi cho à thầy bóc hộ chị với à chị cũng bóc luôn à không biết bóc đâu vâng thế là em cái to này cuốn thì ngon, làm cuốn. Cô đứng lấy 10 cân mà. Vâng. Ôi giờ lại có ra bóc chứ bà. Ôi nhìn toàn các bà đều bóc này này. Vâng. Bóc hộ chị này tí cái. Vâng. Thế đợi em một tí. Thì lấy lại không bóc luôn. Mà nhà này bớt cho củ nữa đi, cho nó đủ bữa đi. Không. Em có đâu, em mới có 5 cân. Chưa bao nhiêu cả củ vàng hết mà thế à? Lâu lắm không tìm biết tìm măng quá hôm nọ hôm đi tìm thích thật đấy bây giờ nó mọc nhiều ấy giờ nó còn lên nhiều vàng nó mọc nhiều rồi xong rồi cứ đi một tí là mình là tán cái lá nó là thấy rồi chị ơi được rồi còn đang lấy rồi xong giờ bóc hộ thôi. Ừ, thế cô về trước, chị về trước đi tí nữa em bóc xong rồi chưa. Chị ơi được rồi chị ơi. Qua ăn cơm xong là nhảy múa ầm ầm nhìn mình thao tấp khéo nhảy xong rồi không không ăn nhiều nữa cơ thì nó mới đi gầy được không mình nhảy không mệt xong rồi lại vẫn ăn nữa lại ăn nữa thì
Đấy, ăn ở đây mà.